Quý vị đang theo dõi chương trình Bản tin 24 giờ. Tiếp tục chương trình là một thông tin sức khỏe đang được nhiều người quan tâm. Thưa quý vị, trong thời gian gần đây, bác sĩ Ngô Quang Hùng là một trong những cái tên được tìm kiếm nhiều nhất trên Google Việt Nam. Bác sĩ Ngô Quang Hùng là một trong những người đầu tiên đưa phương pháp cấy chỉ chữa khỏi bệnh xương khớp, thoát vị đĩa đệm về Việt Nam. Hàng chục năm qua, ông đã giúp rất nhiều bệnh nhân xương khớp thoát vị đĩa đệm, thoát khỏi những ca phẫu thuật đau đớn với chi phí cao lên tới hàng trăm triệu đồng. Chính vì vậy, ông được mọi người gọi với cái tên thân thiết, thầy thuốc của người nghèo. Tìm đến phố Ngô Thị Nhậm, Hà Đông, Hà Nội, chúng tôi nhanh chóng đến được phòng khám kế chỉ Hải Thượng Lãn Ông của thạc sĩ bác sĩ Ngô Quang Hùng, người có biệt tài chữa khỏi bệnh xương khớp bằng phương pháp kế chỉ. Người dân quanh đây không ai còn ngạc nhiên khi thấy nhiều người từ khắp các vùng xa xôi đến tìm thạc sĩ bác sĩ Ngô Quang Hùng để chữa bệnh về xương khớp như thoái hóa cột sống, viêm đa khớp, vôi hóa khớp, tràn dịch khớp, gai cột sống, thoát vị đĩa đệm. Nhóm phóng viên chúng tôi đến nơi thì phòng khám kế chỉ của bác sĩ Hùng đã chật kín xe máy, xe ô tô đủ loại biển số ở Ninh Bình, Sơn La, Lai Châu, Bắc Giang, Yên Bái. Được biết, họ đều là những bệnh nhân bị xương khớp tìm đến nhờ bác sĩ Hùng giúp đỡ. Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội với tấm bằng thạc sĩ, hiện đang là trưởng khoa châm cứu của Bệnh viện Đa khoa Y học Cổ truyền Hà Nội. Có cơ duyên với kế chỉ từ khi phương pháp này còn sơ khai, ông đã dày công nghiên cứu và tìm ra độc chiêu riêng mà không một bác sĩ nào ở Việt Nam có được. Tranh thủ lúc bác sĩ đang trong phòng kế chỉ, chúng tôi có cuộc trò chuyện ngắn với một vài bệnh nhân tại đây. Cô là Nguyễn Thu Hà, năm nay là cô 67 tuổi. Cô bị bệnh thoái hóa đốt sống cổ. À, nó rất là đau cổ, là ê ẩm lên đầu, nhiều khi mất ngủ và tê hết cả hai tay, thậm chí có lúc nó tê xuống cả chân. Cô mất ngủ và rất là khó chịu. Thế nhưng mà cô cũng đã đi châm cứu rất là nhiều nơi nhưng mà nó không đỡ được là mấy. Thế khi thấy có cô em là Nguyễn Thị Nga cũng giới thiệu là đã châm cứu, đã thấy chỉ ở đây rồi, thì cô cũng tìm hiểu và đến chỗ Hải Thượng Lãn Ông. Cô cấy chỉ lần này là được 3 lần rồi, cô thấy cũng phải đạt gỡ đến 70%. Và cô thích nhất là cô về nhà cô đã ngủ được và hai tay của cô không bị tê nữa. Tớ bị thoái hóa đốt sống cổ rồi, thế mới lại bị đau dây thần kinh tọa ở hai chân. Từ khi cô cấy chỉ thì nó cũng cảm thấy nó tạm ổn. Nói chung là dễ chịu. Cái chân thì là hầu như được 60-70%. Cái vai này thì dễ chịu nhiều, ngày xưa thì đau khổ lắm. Với tâm tư người bệnh, tôi rất cảm ơn ngành y đã đào tạo nên những bác sĩ và đã sản sinh ra cái chỉ để cấy vào huyệt giúp cho bệnh nhân đỡ đau đớn. Gần 60 tuổi đời, hơn 30 tuổi nghề, ông đã dành trọn cả cuộc đời để nghiên cứu về phương pháp kế chỉ trong chữa bệnh xương khớp. Những lời cảm ơn chân thành của bệnh nhân đã biến thành niềm vui và động lực để ông tiếp tục hành trình dài trên con đường y đạo. Cứu một mạng người phúc đằng hà sa, chúng tôi những người làm chương trình mong rằng ngày càng có nhiều người thầy thuốc có tấm lòng vàng như bác sĩ Ngô Quang Hùng để giúp người, giúp đời. Xin chúc cho ông có một sức khỏe dồi dào để tiếp tục cống hiến cho cộng đồng nhiều hơn nữa. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại!